Lão Tử. Các bản sử ký lưu hành hiện nay đều chép là Lão Tử gốc ở làng Khúc Lý, Hương Lệ, huyện Hổ Nước Sở, nhưng có nhà như Lục Đức Minh, Khổng Dĩnh Đạt, lại bảo sử ký chép là Nước Trần, huyện Tương, Hương Lại. Vậy có nhiều bản sử ký do người sau đã tự ý sửa lại. Không sao biết được bản nào là gốc, chỉ biết Tư Mã Thiên không đưa ra một giả thuyết nào khác, không coi quê quán của Lão Tử là một nghi vấn, mà đa số học giả từ trước tới nay đều theo thuyết Nước Sở, huyện Hổ, Hương Lệ. Về địa điểm mỗi cách gọi có một ý nghĩa quan trọng, gọi là Sở là Hổ, có thể ngầm nhận rằng Lão Tử là người thời Chiến Quốc, mà gọi là Trần. Tương thì có thể ngầm nhận rằng ông là người thời Xuân Thu. Nhưng chúng tôi cho rằng Tư Mã Thiên có lẽ không dùng chữ chính xác tới mức đó, vì một mặt ông khẳng định Lão Tử là người Nước Sở, cho nên ở dưới ông mới viết, Lão Lai Tử cũng 19 là người Sở, huyện Hổ, tức dùng những tên thời Chiến Quốc. Một mặt ông lại bảo Lão Tử gặp Khổng Tử ở thời Xuân Thu, có thể đó chỉ là do ông sơ ý chứ chúng ta chưa nên vội cho ông là mâu thuẫn với chính ông. Về tên họ của ông, Tư Mã Thiên bảo Lão Tử họ Lý, tên Nhĩ, tự là Đam. Ông có vẻ tin như vậy nhưng cũng đưa thêm hai thuyết nữa mà ông nhận rằng không biết đúng hay sai. Một thuyết Lão Tử là Lão Lai Tử, cũng người Nước Sở, cũng viết sách, đồng thời với Khổng Tử. Một thuyết Lão Tử là viên thái sử nhà Chu cũng tên là Đam. Nhưng chữ Đam này, ý kiến Tần Hiến Công vào khoảng năm 350 thời Chiến Quốc. Họ tên và tên tự đó rất thông dụng từ xưa tới nay. Tên là Nhĩ, tai, tự là Đam, tai dài, thì rất hợp, theo truyền thuyết Lão Tử lại rất thọ, cho nên người ta còn gọi Lão Đam, ông già tai dài, và vì tôn trọng mà gọi là Lão Tử. Người đầu tiên chúng tôi được biết đã bác thuyết họ Lý là Dư Bồi Lâm, sách đã dẫn, Dư Bảo. Tra khắp các sách cổ thì thời Xuân Thu không có họ Lý, mãi đến thời Chiến Quốc mới có Lý Khối, Lý Khắc, Lý Một vân vân. Như vậy đủ biết họ Lý xuất hiện rất trễ, Lão Tử phải họ Lão. Sách Tả Truyện, năm 15 đời Thành Công có Lão Tá, năm 14 đời Chiêu Công có Lão Kỳ, Luận Ngữ có Lão Bành, Sử Ký có Lão Lai. Không thể tra khảo để biết Lão Tử có thuộc dòng họ những người đó không, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, thời cổ đã có họ Lão rồi. Vả lại các triết gia thời Tiên Tần đều gọi bằng họ, như Khổng Tử, Mặc Tử, Trang Tử, Tuân Tử, Hàn Tử, không nhà nào không như vậy, Lão Tử không ra ngoài lệ đó. Gọi là Lão Tử, chứ không Lý Tử, là Lão Đam chứ không Lý Đam, như vậy rõ ràng là họ Lão chứ không phải họ Lý, họ Lão, mà gọi lầm ra họ Lý, do lẽ hai chữ Lão, Lý đọc hơi giống nhau, cũng như Tuân Khanh bị gọi nhầm là Tôn Khanh vậy. Dư Bồi Lâm có Lý trừ điểm cuối cùng, Lý khó lầm với Lão được. Thuyết đó ông mới đưa ra năm 1973 ở Đài Loan, không biết đã có ai phê bình chưa? Bàn về chức tước, Lão Tử làm quan sử, giữ kho sách của nhà Chu, tức như chức giám đốc thư viện quốc gia ngày nay. Điểm này, Tư Mã Thiên chép theo Thiên Thiên Đạo trong Trang Tử. Đời sau không thấy ai nghi ngờ mà cũng không ai tìm ra được dưới thời vua nào của nhà Chu, sử Chu không chép. Lão Tử với Khổng Tử có gặp nhau không? Khổng Tử có hỏi Lão Tử về lễ không? Vấn đề này gây nhiều cuộc tranh luận nhất, tới nay vẫn chưa giải quyết xong. Chúng ta hãy để riêng ra chủ trương của Diệp Thích, Tống Dật Danh, Đàm Giới Phủ, Tiền Mục cho rằng có hai Lão Tử, một Lão Tử giảng lễ cho Khổng Tử và một Lão Tử, tác giả cuốn Lão Tử, chủ trương đó cơ hồ không ai chấp nhận. Còn lại các học giả khác thì xét chung, trước đời Thanh hầu hết ai cũng tin rằng Khổng Tử có ý kiến Lão Tử để hỏi về lễ. Từ đời Thanh mới có vài nhà ngờ rằng không, gần đây số người chủ trương không đông hơn số người chủ trương có. Trong phái chủ trương có, phải kể Hồ Thích, Cao Hành, Quách Mạc Nhược. Trong phái chủ trương không, có Tất Nguyên, Uông Trung, Lương Khải Siêu, Cố Hiệt Cương, La Căn Trạch vân vân. Chúng tôi nhắc lại, những đoạn ghi cuộc vấn lễ, hỏi về lễ, đó chép trong sử ký và tiểu đái ký mà chúng tôi dẫn ở trên. Ngoài ra còn những Thiên Thiên Địa, Thiên Đạo, Thiên Vận, Điện Tử Phương, Trí Bắc Du trong Trang Tử và Thiên Đương Nhiễm trong Lã Thị Xuân Thu, cũng nhắc qua nhưng không cho biết thêm gì cả. Đại khái phái chủ trương có đưa ra những lý lẽ này. Một chấm sách thời Chiến Quốc có tới 7-8 chỗ nói về việc vấn lễ đó, không thể là bịa hết được. 2. Tư Mã Thiên là một nho gia rất sùng bái Khổng Tử, lại là một sử gia rất có lương tâm, nếu không có tài liệu chắc chắn thì sao lại chép truyện vấn lễ đó. Nó làm giảm giá trị của Khổng Tử đi. Hơn nữa ở bài tựa trong Thiên Trọng Ni Đệ Tử, phần liệt truyện, ông còn kể tên mấy người mà Khổng Tử rất trọng, Lão Tử ở Chu, Cư Bá Ngọc ở Vệ, Án Bình Trọng ở Tề, Lão Lai Tử ở Sở, Tử Sản ở Trịnh, Mạnh Công Xước ở Lỗ. 5 người sau đều là nhân vật có thật, sự chép rõ ràng, không có lý gì duy Lão Tử lại không có thật, vậy thì việc vấn lễ cũng có nữa. 3. Lễ Ký là một bộ kinh của nho gia, những người biên tập bộ đó, Lưu Hướng, Đái Đức, Đái Thánh, tất phải là những nho gia thận trọng, nhất là trong Thiên Tăng Tử Vấn có chép rằng Lão Tử và Khổng Tử đi trợ tán ở Hạng Đảng, giữa đường gặp nhật thực, việc đó tất có thực, chứ người ta bịa ra truyện nhật thực làm chi. Dư Bồi Lâm, sách đã dẫn, cho rằng Khổng Tử gặp Lão Tử tới 2 lần, lần thứ nhất năm ông 34 tuổi, lần sau hồi ông 51 tuổi ở đất Bái. Theo Trang Tử, những cuộc đàm thoại chép trong sử ký và việc trợ tán chép trong Tăng Tử Vấn đều xảy ra trong lần thứ nhất, còn lần thứ nhì thì chưa tìm thêm được tài liệu gì cả. Phái chủ trương không bác những lẽ đó. 1. Sách thời chiến quốc có nhiều chỗ nói về việc vấn lễ đó thực, nhưng đều ở trong ngoại thiên, tạp thiên bộ Trang Tử và Tăng Tử Vấn bộ tiểu đái ký, những thiên đó trong Trang Tử đều không đáng tin. Có nhiều phần chắc rằng tác giả là đạo gia ở cuối thời chiến quốc chịu ảnh hưởng của nho gia chứ không phải của Trang Tử và của những nho gia chân chính. Câu Khổng Tử bảo Lão Tử là con rồng rút trong Thiên Thiên Vận, sách Trang Tử, chuyện đó chỉ đáng coi là một ngụ ngôn. 2. Còn chuyện đi trợ tán ở Hạng Đảng, trong Tăng Tử Vấn, gặp nhật thực, có điểm đáng nghi là Hạng Đảng ở đâu, không ai biết, có người ngờ là ở Lỗ, có người ngờ là ở Tống, chứ không phải ở Chu. 3. Vả lại ngay việc Khổng Tử qua Chu nghiên cứu về lễ cũng chưa chắc đã đúng. Khổng Tử thế gia bảo Nam Cung Kính Thúc xin Lỗ Chiêu Công cấp phương tiện cho Khổng Tử sang lạc ấp ở. Chu khảo về lễ. Năm đó là năm Chiêu Công 24, tức năm âm 518, Khổng Tử 34 tuổi, vua Lỗ cấp cho một cỗ xe với 2 ngựa và một đứa nhỏ rồi Nam Cung Kính Thúc cùng đi với Khổng Tử, nhưng theo La Căn Trạch, sách đã dẫn trang 254, năm đó Nam Cung Kính Thúc tuổi mới 14, làm sao được vào ý kiến vua để xin việc đó, làm sao vua Lỗ cho qua Chu được. 4. Dư Bồi Lâm còn nói Khổng Tử qua Chu lần thứ nhì hồi ông 51 tuổi, điều này càng khó tin hơn nữa, năm này, Định Công chính, Khổng Tử thăng chức tư không, bận việc triều đình, thì giờ đâu mà qua Chu và qua Chu để làm gì. 5. Nếu Lão Tử hồi đó đã nổi danh, được Khổng Tử kính trọng như vậy thì tại sao bộ luận ngữ, bộ sách đáng tin nhất về đời Khổng Tử, không thấy chép, mà tất cả các sách đầu đời chiến quốc như Mặc Tử, Mạnh Tử nữa cũng không thấy chép. 6. Trong luận ngữ chỉ có mỗi một đoạn ở đầu Thiên Thuật Nhi nói đến một người họ Lão, tức Lão Bành, đoạn đó như sau. 7. Tử viết, Thuật Nhi bất tác, tính Nhi hiếu cổ, thiết tỷ ư ngã Lão Bành. Khổng Tử nói, ta thuật lại đạo của thánh hiền chứ không sáng tác gì mới, ta tin và hâm mộ đạo cổ nhân, ta trộm ví ta với ông Lão Bành. 8. Không ai biết chắc ông Lão Bành đó là ai, có người bảo là Bành Tổ, mà Bành Tổ sống 700-800 tuổi, là bề tôi của Vu Nghiêu, có người bảo là một đại phu đời Thương, có người bảo Lão Bành là Lão Đam, tức Lão Tử, nhưng Bành mà sao thành Đam được lại có thuyết Lão Bành là 2 người, Lão Đam và Bành Tổ, thuyết này càng vô lý hơn nữa. 9. Vả lại Lão Tử cực lực phản đối lễ, chương 38 sách Lão Tử chép, thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ, phù lễ giả, trung tính chi bạc, nhi loạn chi thủ. Đạo mất rồi sau mới có đức, đức mất rồi sau mới có nhân, nhân mất rồi sau mới có nghĩa, nghĩa mất rồi sau mới có lễ, lễ là biểu hiện sự suy vi của trung tính, trung hậu, thành tính, là đầu mối của sự hỗn loạn. 10. Một người mặc sát lễ là mầm loạn trong xã hội mà lại ủng hộ cái lễ phiền toái của nhà Chu như Tăng Tử Vấn chép, thì thật là ngược đời. Vì vậy mà đời Tống đã có người bảo, ông lão tử tuyệt diệt lễ nhạc với ông lão tử mà Khổng Tử tới hỏi lễ, không phải là một người. Trong cuốn Lâm Hạ Ngẫu Đàm của Ngô Tử Luân do La Căn Trạch dẫn trong Chu Tử Khảo sách trang 253, chủ trương có hai lão tử của Diệp Thích, Tống Dật Danh, Đàm Giới Phủ, Tiền Mục, coi lại đầu tiết này, có lẽ bắt đầu từ đó. Tôi muốn nói thêm, ông Khổng Tử trong luận ngữ đề cao lễ nghĩa, coi trọng đạo trung hiếu với ông Khổng Tử hỏi lễ lão tử cũng không phải là một người. Khổng Tử trong các ẩn sĩ nhưng vẫn giữ chủ trương của mình, tận tâm lo việc nước nhà, giáo hóa mọi người, lập trật tự trong xã hội, dù biết đạo mình không ai theo thì cũng cứ gắng sức làm. Cho nên khi Tử Lộ bảo hai ẩn sĩ là Tràng Thư và Kiệt Nịch chê ông phí công vô ích, không sao đổi đời loạn ra trị được, ông ngậm ngùi than, người ta không thể làm bạn với cầm thú được. Nếu ta chẳng sống chung với người trong xã hội thì sống với ai vả lại, nếu thiên hạ trị rồi thì ta cần gì phải sửa đổi. Vi Tử bài 6, ông Khổng Tử đó mà lại có thể nghe được lời khuyên này của lão, kẻ làm con, kẻ làm tôi đều không có cách gì để giữ mình cả, nghĩa là bỏ đạo làm con, làm tôi mà ở ẩn một mình trong rừng núi, làm bạn với cầm thú ư? Còn ông lão tử kia đương làm quan sử cho nhà Chu sao có thể nói câu đó mà không ngượng. 12. Vì vậy chuyện hỏi lễ đó dù được nhiều sách chép, dù được các nhà nho và Tư Mã Thiên nữa thu thập, cũng không đáng cho ta tin. 13. Những lý lẽ của hai phái có và không đưa ra chỉ là những suy luận, không thể gọi là chứng cứ xác thực được, không bên nào thuyết phục nổi bên nào, nhưng riêng phần chúng tôi thì cho rằng lập luận của phái không dễ chấp nhận hơn. 14. Khi thấy nhà Chu suy rồi, lão tử bỏ đi, tới cửa quan. Viên quan coi cửa là Doãn Hỷ yêu cầu ông viết sách để lại, ông viết xong rồi đi, sau không biết ở đâu, ra sao. 15. Sử ký chỉ chép là tới cửa quan, không nói là tới cửa quan nào, nhưng thời đó nói cửa quan thì người ta hiểu là cửa hàm cốc, cửa ngõ qua tầng. 16. Còn Doãn Hỷ là ai chúng ta cũng không biết chắc, Vũ Đồng trong Trung Quốc triết học Đại Cương, quyển thượng trang 25 thương vụ ấn quán. Không rõ căn cứ vào đâu bảo Doãn Hỷ sinh vào khoảng 440 đời Chu Khảo Vương, mất vào 360 đời Chu Hiển Vương, và là đồng bối của Dương Tử, Lão Tử, Liệt Tử. Theo Hán Chí Chu Tử Lược thì Doãn Hỷ soạn cuốn quan Doãn Tử gồm 9 thiên, đã thất truyền, bản lưu hành ngày nay là Ngu Thư, rồi cùng với Lão Tử đi ở ẩn. 17. Đi qua cửa hàm cốc là vào đất Tần, Thiên Dưỡng sinh chủ trong Trang Tử bảo. Lão Đam chết, Tần Dật, có sách chép là Tần Thất, lại điếu, khóc 3 tiếng rồi ra, dưỡng sinh chủ ở trong phần nội thiên. Do Trang Tử viết chỉ có thể tin được một phần thôi. 24. Trang Tử là một triết gia, thích thể ngụ ngôn, chứ không phải là một sử gia. Một sách khác còn cho biết lão tử chết ở Phù Phong, chôn ở Hòe Lý, làng Hòe. Chi tiết đó không có cách nào kiểm tra được, chỉ nên ghi lại cho đủ thôi. 6. Lão tử có phải là lão lai tử không? Tư Mã Thiên ngờ là không phải. Trong Thiên Trọng Ni đệ tử, ông bảo Khổng Tử vốn trọng lão tử ở Chu, lão lai tử ở Sở. Như vậy ông coi lão tử và lão lai tử là hai người rồi. Trong truyện lão tử ông viết, có người bảo, lão lai tử cũng là người nước Sở, viết 15 thiên sách nói về công dụng của đạo gia, cũng đồng thời với Khổng Tử. Còn lão tử viết 2 thiên nói về ý nghĩa của đạo và đức, như vậy cũng là hai người nữa. Ông bảo lão lai tử đồng thời với Khổng Tử. Như theo Vũ Đồng, sách đã dẫn, thì sách Khổng Tùng Tử bảo lão lai tử đồng thời với Tử Tư, cháu nội Khổng Tử, có lần vấn đáp với Tử Tư. Vậy lão lai tử là người có thật, nhưng chỉ giống lão tử 3 điểm, cùng họ lão, cùng là người Sở, cùng thuộc phái đạo gia. Không thể bảo lão lai tử là lão tử được. Tư Mã Thiên có lý khi nghi ngờ thuyết trên, ông chỉ chép lời người ta đồn thôi. Không một học giả nào tin thuyết đó hết, không nên coi là một nghi vấn nữa. 7. Lão tử có phải là thái sử Đam không? Tư Mã Thiên theo truyền thống sử gia của Trung Quốc, giữ đúng nguyên tắc, xuân thu chi nghĩa, tính dĩ truyền tính, nghi dĩ truyền nghi, cốc lương truyền, cho nên chép thêm cả thuyết lão tử là thái sử Đam nhà Chu. Mà ông phê bình gì cả, chỉ bảo sự thực ra sao. Như vậy thuyết đó đã có từ đời Tây Hán, nhưng tới thế kỷ 18 mới được Tất Nguyên. Trong Đạo Đức Kinh Khảo Dị, và Uông Trung trong Lão Tử khảo dị, chủ trương và gần đây học giả bên vực nó mạnh nhất, kiên kỳ nhất là La Căn Trạch trong sách đã dẫn. Đại khái La đưa ra những lý do này. 1 chấm với đồng âm, thời xưa dùng như nhau. 2 chấm cả hai người đều làm sử quan nhà Chu. 3 chấm cả hai đều qua cửa hàm cốc vì Thái sử Đam đã có lần sang từng ý kiến Tần Hiến Công. 4. Thuyết đó rất hợp với sự kiện này, hậu duệ đời thứ 8 của Lão Tử, tên là Giải, đồng thời với hậu duệ thứ 13 của Khổng Tử, tên Khổng An Quốc. Tư Mã Thiên chắc đã tra cứu trong gia phả họ Lão, bảo con Lão Tử là Tôn, làm tướng nước Ngù, được phong ở Đoàn Can. Theo Lục Quốc niên biểu trong sử ký thì con của Lão Tử làm tướng quốc nước Ngu năm 273, Chu Xá Vương, năm 24, con của Khổng Tử là Lý sinh năm 532, mất năm 484, hai người sinh cách nhau khoảng 200 năm, bằng 6-7 thế hệ, cũng gần đúng, mỗi thế hệ khoảng 30 năm. Từ Khổng Tử tới Khổng An Quốc, hậu duệ 13 đời, ở triều Hán Cảnh Đế, Vũ Đế, vào khoảng 400 năm, mỗi thế hệ cũng khoảng 30 năm. Vả lại sau khi Khổng Tử mất 129 năm tức vào khoảng 479-129 bằng 350, Thái sử Đam qua Tần ý kiến Hiến Công. Giả sử năm đó Thái sử Đam 30 tuổi, 20-30 năm sau sinh ra Tôn, vào khoảng 330 hay 320, thì khi Tôn làm tướng quốc nước Ngu, tuổi vào khoảng 450, 330-273 bằng 57. Hay 320-273 bằng 47, nếu năm 350 đã sinh ra Tôn rồi, thì khi làm tướng Ngu, Tôn vào khoảng 80 tuổi, 350-327 bằng 77, cũng vẫn có thể được. 3 lý do đầu, xét riêng từng lý do một thì không có giá trị gì cả, gồm cả 3 thì cũng có giá trị một phần nào. Lý do thứ 4 có giá trị hơn cả. Nhưng Cao Hành không biết căn cứ vào đâu mà lại bảo Tôn tướng Ngu được phong ở Đoàn Can không phải là con mà chỉ là hậu duệ của Lão Tử. Sử ký Lão Tử truyện tiên chứng do Dư Bồi Lâm dẫn. Ngoài ra Dư Bồi Lâm còn đưa ra 2 lý do này để bác La Căn Trạch. Việc Thái sử Đam qua ý kiến Tần Hiến Công, sử Chu và sử Tần đều có chép, nhưng không hề ghi đó là Lão Tử. Thái sử Đam ý kiến Tần Hiến Công 106 chứ không phải 129 năm sau khi Khổng Tử mất. Lúc đó Lão Tử khoảng 200 tuổi. Sao mà sống lâu như vậy được? Cả 2 lý do này đều không có giá trị. Sử Tần và sử Chu không ghi Đam là Lão Tử có thể vì không cần thiết. Ngay đến họ của viên Thái sử đó cũng không chép nữa kia mà, và Dư Bồi Lâm chê La Căn Trạch cho Lão Tử sống tới 200 tuổi là chê bậy. Là đâu có chủ trương như Dư rằng Lão Tử sinh trước Khổng Tử, đã giảng về lễ cho Khổng Tử. Dư Bồi Lâm kết luận. Thái sử Đam chỉ là một hậu duệ của Lão Tử, chứ không phải Lão Tử, mà Tôn là con của Thái sử Đam chứ không phải con Lão Tử. Vũ Đồng, sách đã dẫn, đưa một lý do nữa để bác La Căn Trạch. Như vậy không thể bảo Lão với Lão 26 là một người được, lý do đó chúng tôi cho dễ dàng chấp nhận hơn những lý do của Cao Hành và Dư Bồi Lâm. Về tuổi thọ của Lão Tử, đến nay không cần phải bàn, không biết năm sinh, năm tử. Không biết sống ở đời nào thì tất nhiên không biết được tuổi thọ. Những lời đồn 160 tuổi, 200 tuổi, Tư Mã Thiên chỉ ghi lại cho đủ, chứ ông không tin, có nhiều lắm cũng chỉ khoảng 90 tuổi thôi. Tóm lại từ trước tới nay có 2 phái chống đối nhau, một phái bảo Lão Tử đồng thời với Khổng Tử, lớn tuổi hơn Khổng, một phái bảo Lão Tử phải sinh sau Khổng Tử, phái trên xuất hiện trước, phái sau đại khái tới thế kỷ 18 mới xuất hiện, Tất Nguyên, Uông Trung, và càng gần đây càng được nhiều người tán thành, lý lẽ càng dồi dào hơn. Phái trên chỉ căn cứ vào 2 đoạn trong sử ký chép những lời Lão Tử khuyên Khổng Tử, nghĩa là tin chắc rằng Khổng Tử có qua Chu hỏi Lão Tử về lễ. Thiên Tăng Tử vấn trong lễ ký càng khiến cho người ta tin hơn nữa. Phái dưới ngược lại, không tin những tài liệu đó vì căn cứ vào tính tình cũng như tư tưởng của 2 nhà. Khổng Tử không khi nào trọng một người mạt sát lễ tới mức coi như thầy học của mình được, mà một người đã đảo chính sách dùng lễ nhạc giáo hóa dân, chính sách trọng người hiền không thể nào ra đời trong thời Xuân Thu và trước Khổng Tử, Mặc Tử được. Chính sách thượng hiền, theo họ, chỉ xuất hiện sau khi Khổng Tử đào tạo nên một giai cấp bình dân có tài đức, kẻ sĩ, ra giúp nước. nghĩa là Lão Tử phải là người thời Chiến Quốc, sinh sau Khổng Tử và Mặc Tử. Họ đưa ra vài chứng cứ. Lão Tử sinh ở nước Sở, huyện Hổ, chứ không phải nước Trần, huyện Tương, vậy là sinh sau khi Sở diệt Trần, sau khi Khổng Tử mất, tức ở thời Chiến Quốc. Theo gia phả hai nhà Khổng và Lão thì đời thứ 13 của Khổng tu ngang với đời thứ 8 của Lão, vậy Lão kém hơn Khổng 6 thế hệ. Vả lại con của Lão Tử là Tôn là người Chiến Quốc, thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Có người còn bảo học trò của Lão Tử là Hoàng Uyên, sống ở thế kỷ thứ 4, 390-300. Những suy luận của họ chỉ có lý một phần thôi, chưa thể tin là đúng được, và hai phái trên, tức phái chủ trương có việc vấn lễ, tìm cách bác hết. Những cách bác của phái này nhất là Dư Bồi Lâm không có tinh thần khách quan. Họ chưa chứng minh được gì đã vội cho là đối phương vô lý, vì họ khăng khăng chủ trương rằng việc vấn lễ là có thực, vậy Lão Tử lớn tuổi hơn Lão Tử. Những gì trái với sự kiện đó là sai hết, cả những điều Tư Mã Thiên đưa ra nữa. Chẳng hạn, họ căn cứ vào đâu mà bảo Tôn không phải là con của Thái Sử Đam, chỉ là hậu duệ của Thái Sử Đam, mà Thái Sử Đam lại là hậu duệ của Lão Tử. Tư Mã Thiên bảo Huyền Tôn, Trúc của cung là giả. Họ bảo Huyền Tôn đó là Viễn Tôn là cháu xa, có thể đời thứ 8, thứ 9 chứ không nhất định là đời thứ 4 của cung. Rồi Lão Tử là người huyện Tương nước Trần chứ không phải là huyện Hổ nước Sở, vậy là sống ở thời Xuân Thu, và khi Dư Bồi Lâm tìm ra được rằng thời Xuân Thu không có họ Lý chỉ có họ Lão, thời Chiến Quốc mới có họ Lý thì ông tin ngay rằng Tư Mã Thiên đã chép sai, Lão Tử họ Lão tên Nhĩ, chứ không phải họ Lý tên Nhĩ, mà không hề nghĩ rằng có thể sinh ở thời Chiến Quốc, nên mang họ Lý. Tranh luận như vậy thì có kéo dài thêm ngàn năm nữa cũng không giải quyết được. Ngoài ra còn một nhóm thứ 3 nữa. Ít người thôi, muốn dung hòa hai phái trên, bảo ông Lão Tử giảng lễ cho Khổng Tử là một người và ông Lão Tử viết cuốn Lão Tử là một người khác. Phùng Hữu Lan, sách đã dẫn, cũng đứng ở giữa, nhưng chủ trương khác, Lý Nhĩ là nhân vật có thật. Làm thủ lãnh Lão học ở thời Chiến Quốc, còn Lão Đam chỉ là một nhân vật truyền thuyết, mà Lý Nhĩ mượn tên để cho học thuyết của mình được người đời tôn trọng, nhưng ông cũng nhận rằng không thể coi là định luận được. Và ông chú trọng tác phẩm Lão Tử hơn con người Lão Tử, cho nên khi xét học thuyết, ông ghi rõ là học thuyết trong Lão Tử, chứ không viết học thuyết của Lão Tử, giải quyết như vậy có phần khéo hơn cả, nhưng chúng tôi ngại ít người chịu theo, từ 2000 năm nay. Người ta vẫn gọi bộ Mặc Tử của Mặc Tử, bộ Mạnh Tử của Mạnh Tử, bộ Trang Tử của Trang Tử, bộ Tuân Tử của Tuân Tử v.v. Mặc dù những bộ đó do môn sinh viết, Mặc Tử, Mạnh Tử, hoặc có những thiên do người sau thêm vào, Trang Tử, Tuân Tử, theo Phùng thì không nên bảo Lão Tử của Lão Tử viết, vậy phải bảo sao của Lý Nhĩ viết à bất tiện ở chỗ đó.